Và như thường lệ vào ngày cuối tuần, mời quý vị và các bạn cùng truyền hình Thông tấn điểm lại những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế nổi bật đã diễn ra trong tuần qua. Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiến hành hai hoạt động ngoại giao quan trọng, thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 22 đến 25 tháng 11 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và tham dự hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13 ASEAN 13 cùng các hoạt động liên quan từ ngày 25 đến 26 tháng 11 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Với lịch trình dày đặc gần 50 hoạt động, tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio, gặp gỡ tiếp xúc nhiều lãnh đạo chủ chốt của Nhật Bản, lãnh đạo các địa phương, trường đại học, các tổ chức kinh tế, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam, các trí thức, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản. Kết quả chuyến thăm thể hiện sự thân thiết, chân tình, tin cậy giữa hai nước, hướng tới một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Tại hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam đối với một số vấn đề lớn liên quan đến hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và toàn cầu, bảo vệ, thúc đẩy các ưu tiên lợi ích của Việt Nam trong ASEAN, tranh thủ hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh và đẩy nhanh phục hồi kinh tế, thể hiện sự chủ động tích cực của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 11, đã tập trung cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng, dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội, tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2021 hoặc đầu tháng 1 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là những nội dung có tính cấp bách, đột xuất, rất quan trọng cho quốc tế dân sinh, nhưng cũng là vấn đề khó, phức tạp, cần tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo, bảo đảm chất lượng nội dung các vấn đề nêu trên. 75 năm sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất 24 tháng 11 năm 1946, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm triển khai các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Các tham luận của các bộ ngành địa phương tại hội nghị đã tập trung đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua. Kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Tuần qua, số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc mới duy trì ở mức 1.000 ca một ngày. Khu vực miền Tây cũng tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng cao. Lần đầu tiên, Cần Thơ ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức 4 con số. Do số F0 tăng cao đột biến, cùng với công tác tiêm vaccine, các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long triển khai kế hoạch điều trị F0 không triệu chứng và cách ly F1 tại nhà. Cũng trong tuần qua, các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Hiện hơn 2 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở 27 tỉnh, thành phố đã được tiêm vaccine mũi 1, trong đó có gần 6.000 trẻ đã tiêm đủ 2 mũi. Sự cố tử vong tại Thanh Hóa và sốc phản vệ tại Bắc Giang nâng cao mức cảnh báo về việc đảm bảo an toàn khi tiêm phòng vaccine COVID-19, yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine theo đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực, dư luận quan tâm đã bị khởi tố đưa ra xét xử trong tuần qua. Đáng chú ý là phiên xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là dự án có nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện. Tuy mới đưa vào khai thác nhưng đã có rất nhiều điểm bị hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác an toàn khi tham gia giao thông. Mặc dù giá trị các hạng mục công trình không đảm bảo, nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu thanh toán hơn 811 tỷ đồng cho các đơn vị thi công dự án. Tiếp tục mở rộng chuyên án 920G liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn, sáng 27 tháng 11, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã tiến hành khám xét, bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư, sinh năm 1968, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Biên Khoa, địa chỉ số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu. Tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Geneva, Thụy Sĩ nhằm đánh giá về một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi. WHO đã phân loại biến thể mới B11529 là biến thể đáng quan ngại
và đặt tên cho biến thể này là Omicron. Bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm với biến thể này tăng so với các biến thể khác. Trước đó, hôm 25 tháng 11, các nhà khoa học Anh thông báo đã phát hiện biến thể B11529 với nhiều đột biến hơn tất cả các biến thể trước đó, đồng nghĩa nó có thể cản trở phản ứng miễn dịch của cơ thể và lây lan dễ dàng hơn. Ngoài Nam Phi, hiện biến thể Omicron cũng đã được phát hiện ở Botswana, Israel và Hồng Kông, Trung Quốc. 2 tháng sau cuộc tổng tuyển cử tại Đức, ngày 24 tháng 11, Liên minh Đèn Giao thông gồm Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, đảng về nhất trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 9 vừa qua, cùng Đảng Dân Chủ Tự do FDP và Đảng Xanh tuyên bố cơ bản hoàn tất thỏa thuận thành lập chính phủ, nhất trí bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz, 63 tuổi, làm Thủ tướng. Như vậy, với việc các bên giải quyết được bất đồng liên quan đến chính sách tài chính, khí hậu và các vị trí trong chính phủ, Đức có thể sẽ có một chính phủ liên minh mới trước Giáng sinh. Dự kiến ông Olaf Scholz sẽ tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng 12 tới. Với khẩu hiệu tiến bộ hơn nữa, chính phủ của Thủ tướng Scholz có kế hoạch sẽ nới lỏng các quy tắc nhập cư, thúc đẩy quá trình khử khí thải carbon và hiện đại hóa ngành công nghiệp. Ngày 25 tháng 11, các cơ quan khẩn cấp và giới chức địa phương Nga cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng, 45 người bị thương và hàng trăm người mắc kẹt trong một vụ hỏa hoạn hầm mỏ ở vùng Siberia của Nga. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và giải cứu 239 người trong tổng số 285 người có mặt tại mỏ than vào thời điểm xảy ra sự cố. Hoạt động cứu hộ đang tiếp tục được thực hiện. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga ở vùng Kemerovo, thông tin ban đầu cho thấy một số công nhân đã bị ngộ độc khói,